Những thói quen gây hại thận bạn vẫn thường làm mà không hay biết. Những thói quen sống không lành mạnh cũng là một trong những thói quen gây hại thận mà không ít người mắc phải. Càng sở hữu nhiều thói quen gây hại thận, tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính về thận càng tăng cao. Thống kê cho thấy, một người sở hữu 3 cho đến 4 thói quen gây hại thận có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đến 337% so với những người không sở hữu thói quen nào. Dưới đây là một trong số những thói quen gây hại thận bạn cần phải nắm rõ. 1. Hút thuốc. Hút thuốc tác động xấu tới huyết áp và hệ thống tim mạch của bạn. Không chỉ làm tăng nhịp tim, thói quen này còn thu hẹp mạch máu, gây nên tình trạng tắc nghẽn và xơ vữa động mạch. Theo Gallagher, dược sĩ y khoa tại Trung tâm Điều trị các vấn đề tâm lý trực thuộc Đại học Pennsylvania, ở những người mắc tiểu đường, thuốc lá còn khiến thận suy giảm chức năng hoạt động nhanh hơn nhiều. Nhịn tiểu. Nhịn tiểu là thói quen gây hại nghiêm trọng tới thận. Chúng ép buộc thận phải lưu trữ các chất độc hại lâu hơn và do đó khu vực này dễ bị nhiễm độc. Paya Bandari, dược sĩ kiêm tư vấn viên y khoa tại tổ chức UQRO cho hay, theo thời gian, hiện tượng này cũng hình thành sỏi thận và các tổn thương khác. Ăn nhiều đồ ngọt. Theo Bloomberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan Kettering thuộc Đại học Weill-Cornell Medical College, New York, Mỹ, tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt như kẹo, bánh ngọt hay đồ ăn vặt cũng không có lợi cho thận của bạn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường fructose có thể gia tăng hàm lượng axit uric, gây ra các vấn đề tim mạch. Đặc biệt, nếu bạn có tiền sử tiểu đường, hãy cẩn thận những món ăn ngọt trong chế độ dinh dưỡng bởi chúng có thể gây hại cho thận. Dùng thuốc không theo đơn. Tất cả mọi loại thuốc mà bạn tiếp nhận vào cơ thể đều có tác dụng phụ và do đó sử dụng thuốc theo toa là hết sức quan trọng. Một vài loại thuốc có khả năng gây tổn hại thận nếu không sử dụng đúng liều hoặc không theo chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ. Nếu các chuyên gia y tế đề xuất sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định với một liều lượng cụ thể, đừng cố gắng làm sai lệch chúng. Theo Mike Harkin, chuyên gia y khoa kiêm dược sĩ phụ trách khoa tim mạch tại phòng cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Duke, các loại thuốc giảm đau như aspirin, ibuprofen và acetaminophen đều có hại cho thận nếu dùng thường xuyên. Một vài loại kháng sinh khác cũng sở hữu tác dụng phụ tương tự. Ít vận động. Thể dục là hoạt động giúp ích rất nhiều cho quá trình lưu thông máu và tuần hoàn máu của cơ thể. Tuy vậy, thời tiết oi bức hiện tại là trở ngại không nhỏ cho những người muốn dành thời gian cho những hoạt động thể thao. Lười nhác nằm trong phòng máy lạnh cả ngày có thể khiến cân nặng gia tăng đáng kể, dẫn tới béo phì. Kiểm soát cân nặng hợp lý sẽ giúp hệ thống tuần hoàn hoạt động hiệu quả, giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan khác trong đó có thận. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Không có chế độ dinh dưỡng nào hoàn hảo cho tất cả mọi người. Với mỗi cá nhân khác nhau, khẩu phần ăn sẽ có sự khác biệt nhất định. Theo Maggie Matjazik, nhà khoa học kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Chicago, nếu thận của bạn không hoạt động hiệu quả, chế độ dinh dưỡng sẽ cần hạn chế kali và phốt pho. Điều này đồng nghĩa với các loại thực phẩm như gạo, mì ống không phù hợp với bạn. Dùng nhiều đồ uống có cồn. Khi tiêu thụ quá nhiều rượu, thận sẽ phải hoạt động cật lực để loại bỏ lượng cồn mà bạn tiếp nhận. Nếu điều này diễn ra quá thường xuyên, chức năng của thận sẽ bị suy giảm mạnh mẽ. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn còn khiến gan bị tổn thương, gây nên những rắc rối về tuần hoàn, ảnh hưởng xấu tới các cơ quan khác trong cơ thể, trong đó có thận. Ăn quá nhiều muối. Không chỉ khiến huyết áp tăng cao, chế độ dinh dưỡng nhiều muối còn gây hại đáng kể cho thận. Harmony Reynolds, dược sĩ kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu các vấn đề tim mạch tại tổ chức y khoa Langone, Đại học New York, Mỹ cho biết, các loại đồ ăn vặt, snack, hoa quả dầm có thể mang đến cho cơ thể nhiều muối hơn bạn tưởng. Theo ông, lượng muối một người trưởng thành có thể tiếp nhận mỗi ngày chỉ nên dưới 2.300mg. Không uống đủ nước. Hoạt động của thận phụ thuộc rất nhiều vào nước và do đó, thiếu hụt chất trung hòa này sẽ gây ra sự suy giảm chức năng thận đáng kể. Không chỉ gián đoạn hoạt động của cơ quan này, không bổ sung đủ nước cho cơ thể còn khiến các chất cặn cũng như độc tố không thể phân giải và tích tụ trong cơ thể, tạo nên sỏi thận.
Thank you.